Thì có nhiều anh em thắc mắc hàng công ty là như thế nào mà hàng xách tay thì như thế nào, thì bây giờ Thanh giải đáp cho anh em cùng biết nha. Thì hàng công ty Việt Nam, hello mọi người, mình là Thanh, trên tay Thanh đây là ba chiếc Nokia 6700 Gold và Nokia 8800 Gold Edge và Nokia Carbon, đều là hàng công ty của Việt Nam phân phối. Thì cái ở giữa này là hàng FPT phân phối tại Việt Nam, và cây hai bên 8800 này là hàng Petro phân phối tại Việt Nam. Thì có nhiều anh em thắc mắc hàng công ty là như thế nào mà hàng xách tay thì như thế nào, thì bây giờ Thanh giải đáp cho anh em cùng biết nha. Thì hàng công ty Việt Nam là do FPT hoặc là Petro nó sẽ nhập hàng về, nó là đại lý phân phối tại Việt Nam, thì cũng là hàng chính hãng luôn của Phần Lan phân phối, giống như iPhone. Thì khi Mỹ nó phân phối tại Việt Nam là hàng công ty Việt Nam, phối tại Nga là hàng Nga, phân phối tại Hồng Kông là hàng Hồng Kông, phân phối tại Hàn Quốc là Hàn Quốc. Đó, y như vậy. Nó đều là chính hãng, nó khác nhau là cái nhà phân phối thôi. Thì nó sẽ có cái mã và cái code của cái nhà phân phối đó. Đó, cả ba cây này Thanh sẽ quay chi tiết cho anh em cùng xem. Từ nãy giờ Thanh đã giới thiệu cho anh em được biết là hàng công ty Việt Nam là như thế nào, đúng không? Bây giờ Thanh sẽ quay chi tiết. Đây, bên trái của Thanh là cây Nokia 8800 Gold Edge, còn đẹp gần 98%, gáy nhựa còn rất là đẹp luôn. Đây, cái màu 18K ống ánh này vẫn còn nguyên, thì cái giá của nó trên 35 triệu nha mọi người, còn rất là đẹp, chuẩn zin, và nó sẽ kèm theo một cái dock zin như thế này và phụ kiện zin đó, phụ kiện zin đi kèm, cái dock zin cũng còn rất là đẹp. Và cây thứ hai là cây Nokia 6700 Gold, hàng công ty do FPT phân phối, thì còn đẹp gần 99%. Cây máy này trong cái video được trước Thanh đã có quay rồi, hôm nay Thanh sẽ quay lại thôi, so cho anh em cùng xem. Và cây thứ ba là cây cũng mới về, là Nokia 8800 Carbon Edge. Cây này bề mặt vỏ nó còn đẹp hơn 98%. Cái giấy nhựa nó cũng còn đẹp nhé, chỉ có lấm chấm vài vài chỗ chứ nó không có cứng móp. Cơ trượt êm. Mặt kính của nó, mặt kính zin cũng còn đẹp nha mọi người, chỉ có phẩy nhẹ, lông mèo một vài vết. Thì cây này giá của nó hơn 18 triệu. Rồi Thanh sẽ quay một lúc ba cây lại cho anh em cùng xem nha. Đó. Rồi nếu anh em nào quan tâm một trong ba cây Nokia 6700 Gold hay là Nokia 8800 Gold hoặc là Nokia Carbon Edge, hàng công ty này, thì cứ liên hệ cho Thanh nha. Địa chỉ của shop Thanh là 182 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Số điện thoại là 0981 717111. Thanh xài Zalo, Facebook số này. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của Thanh. Anh em nhớ nhấn đăng ký bên dưới, kèm theo tích và một chuông bên phải để nhận những thông báo video mới nhất Thanh chia sẻ với tất cả anh em cùng xem. Rồi, hẹn mọi người gặp lại ở video kế tiếp nha.